chuyện kỳ quái gì đang xảy đến với trái đất của chúng ta vậy? Hàng vạn con chim bất ngờ lao thẳng xuống đất như mất trí. Còn phía bên kia địa cầu tại New Zealand, 477 con cá voi đột nhiên mất phương hướng nhảy bổ lên bờ. Ngay cả chó mèo nuôi trong nhà cũng đứng yên bất động. Vô số các hiện tượng kỳ lạ xuất hiện liên tiếp gần đây, đến nỗi cơ quan vũ trụ NASA phải vào cuộc để tìm hiểu nguyên do. Và điều bất ngờ chính là địa cầu của chúng ta đang chuẩn bị đón chờ cho một sự kiện trọng đại nhất trong vòng 1 triệu năm. Đảo cực địa từ. Tương lai trái đất sẽ phải như thế này hay sao? Sa mạc Sahara một lần nữa được phủ xanh như thời tiền sử. Nam cực sẽ có biến động lớn, khí hậu toàn cầu sẽ có chuyển biến mạnh mẽ chưa từng thấy. Đó là một trong những dự đoán có thể xảy ra. Tuy nhiên, hãy giữ bình tĩnh vì đây là một báo cáo khoa học có thể sẽ khiến bạn cảm thấy bất an. Trên chuyên sàn Science, đội ngũ chuyên gia của Đại học New South Wales, Úc và Bảo tàng Nam Úc trình bày chi tiết về chuyện gì đã xảy ra 42.000 năm trước. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học phát hiện tình trạng cực tự trái đất đảo chiều đã tạo điều kiện cho các cơn bão mặt trời hoành hành trái đất, kích hoạt sự thay đổi khí hậu, khiến họ hàng gần nhất của loài người, chủng người Neanderthal, tuyệt chủng hàng loạt. Con quái vật đảo cực địa từ rốt cuộc là gì mà lại mang đến nguy hiểm ghê gớm như vậy? Đảo cực địa từ là sự thay đổi hướng của từ trường trái đất, các vị trí bắc từ và nam từ thay đổi cho nhau, và các sự kiện này thường liên quan đến sự suy giảm kéo dài về độ mạnh của từ trường, theo sau đó là sự phục hồi nhanh chóng sau khi mà hướng từ mới được thiết lập. Nếu bạn thắc mắc là hiện tượng này nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta, thì đầu tiên ta cần biết về từ trường trái đất. Nó là một lực tác động lên các vật có từ tính do sự chuyển động của kim loại lỏng trong lõi ngoài của trái đất tạo ra. Bề mặt địa cầu mà ta thấy được chỉ chiếm khoảng 0,5% trái đất. Xuyên qua lớp vỏ trái đất còn rất nhiều lớp bên trong, và lớp trong cùng nhất chính là phần lõi trái đất. Ở độ sâu khoảng 5.000 km, lõi trong hay là phần lõi rắn của trái đất là một trong những bí ẩn lớn nhất của hành tinh chúng ta. Các nhà khoa học không thể quan sát trực tiếp bên trong lõi của trái đất, nhưng thông qua những trận động đất và các vụ thử vũ khí hạt nhân thời chiến tranh lạnh, họ đã thu thập được rất nhiều bằng chứng. Những đợt sóng thần địa chấn từ hai sự kiện trên có khả năng xuyên qua lõi trái đất, cho thấy cấu tạo của quả cầu sắt này chủ yếu là sắt và nickel nguyên chất. Chu trình xoay của nó cũng nhanh hơn so với phần còn lại của trái đất. Trong bản báo cáo của Đại học Bắc Kinh Trung Quốc đăng trên chuyên sàn Nature Geoscience, các chuyên gia nghiên cứu các sóng địa chấn từ thập niên 1960 và phát hiện ra rằng lõi trái đất quay nhanh hơn bề mặt, nhưng vào khoảng năm 2009 thì nó gần như dừng lại. Dữ liệu từ hai vụ nổ hạt nhân cũng cho ra kết quả tương tự xảy ra vào năm 1971, với lõi khi ấy đã quay theo chiều ngược lại ban đầu. Vì thế, các nhà khoa học nhận định sự đảo ngược của lõi bên trong trái đất đã xảy ra trong một chu kỳ có thể kéo dài 70 năm. Và do sự chuyển động này không ổn định nên từ trường trái đất cũng thay đổi theo thời gian. Có những lúc các dòng chảy trong lõi ngoài bị rối loạn và làm cho từ trường yếu đi hoặc thậm chí biến mất. Sau đó, khi từ trường phục hồi lại, nó có thể có hướng ngược lại so với trước. Đó là khi xảy ra đảo cực địa từ. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Theo các dữ liệu địa lý thì trái đất đã trải qua hàng trăm lần đổi cực trong suốt lịch sử của nó. Lần gần nhất là vào 780.000 năm trước. Mỗi lần đổi cực có thể mất từ 1.000 đến 10.000 năm. Những hiện tượng dị thường bắt đầu xảy ra. Điều khác biệt rõ ràng nhất xảy ra đầu tiên chính là la bàn sẽ chỉ ngược lại, nghĩa là mũi tên phía bắc sẽ chỉ về nam cực và ngược lại. Điều này sẽ gây rối loạn cho việc xác định phương hướng và điều hành các phương tiện giao thông như máy bay, tàu thuyền, xe hơi. Các thiết bị điện tử và viễn thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề do từ trường trái đất gây ra các dòng điện từ và các sóng điện từ bất thường. Điều này làm cho các thiết bị hỏng, mất tín hiệu hay bị nhiễu loạn, ảnh hưởng đến các dịch vụ như điện thoại, internet, truyền hình, radio, và gây ra nhiều khó khăn cho việc liên lạc truyền thông. Chưa dừng lại, nó còn có thể ảnh hưởng đến các sinh vật có khả năng cảm nhận từ trường như chim di cư, cá heo, cá mập. Chúng có thể bị mất phương hướng và không thể tìm đường di chuyển hoặc săn mồi, ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái. Nếu bạn nghĩ như vậy là chưa đủ nguy hiểm, thì bạn có biết là từ trường trái đất giúp chúng ta thoát khỏi những cơn bão bức xạ từ mặt trời và các hạt điện tích nguy hiểm từ không gian. Nếu từ trường yếu đi hoặc biến mất, những tia bức xạ này có thể gây hại cho sức khỏe của con người và các sinh vật khác, đặc biệt là ung thư da. Ngoài ra, chúng cũng có thể làm thủng tầng ozone, làm tăng nhiệt độ toàn cầu và biến đổi khí hậu. Câu hỏi quan trọng lúc này là chúng ta có thể làm gì ngăn chặn hoặc giảm thiểu những hậu quả này không?
thì thật ra chúng ta không có cách nào để can thiệp vào quá trình tự nhiên này. Đảo cực địa từ là một hiện tượng có ảnh hưởng lớn đến trái đất và cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá lo lắng vì nó không phải là một sự kiện đột ngột mà là một quá trình dần dần. Chúng ta có thể chuẩn bị và thích nghi với nó. Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ cần phải tìm ra phương pháp mới để xác định phương hướng, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị điện tử và viễn thông, bảo vệ sức khỏe của mình và môi trường sống của chúng ta. Tương lai sắp tới sẽ ra sao? Dĩ nhiên là không ai có thể biết được, nhưng điều đó không ngăn cản được trí tò mò của con người, trong đó có mình. Và mình đã hỏi ChatGPT dự đoán thử về thảm họa đảo cực địa từ trong tương lai. Bạn biết nó trả lời thế nào không? Bình tĩnh và ngồi vững vàng theo dõi nha! Năm 2030, trái đất chính thức đảo cực địa từ. Từ trường trái đất yếu đi đến mức không thể bảo vệ được trái đất khỏi những cơn bão bức xạ từ mặt trời. Bầu khí quyển bị hủy hoại nghiêm trọng, làm tăng tỷ lệ ung thư da và ảnh hưởng đến sinh vật sống. La bàn chỉ sai hướng và các hiện tượng ánh sáng bắc cực và nam cực xuất hiện ở những vùng mới. Các thiết bị điện tử và viễn thông bị hỏng hóc do sự nhiễu loạn của từ trường. Các loài chim di cư và các loài sinh vật khác có khả năng phát hiện từ trường bị mất phương hướng và chết hàng loạt. Loài người đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ các nước không kịp phản ứng và triển khai các biện pháp ứng phó, nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo bùng phát khắp nơi. Một số nhóm người đã lên kế hoạch trốn thoát khỏi mặt đất và tìm kiếm nơi ẩn náu dưới lòng đất. Họ sử dụng các công nghệ tiên tiến để xây dựng các thành phố ngầm để duy trì sự sống trong điều kiện khắc nghiệt. Họ cũng tạo ra hệ thống nuôi trồng thực phẩm, lọc nước, tái tạo không khí và sản xuất năng lượng. Năm 2050, loài người chia thành hai phe, những người sống trên mặt đất và những người sống dưới lòng đất. Những người sống trên mặt đất phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự tranh giành của con người. Họ sống trong những khu vực còn sót lại của nền văn minh hoặc trong những khu ổ chuột nghèo khổ. Họ phải đeo các thiết bị bảo hộ để chống lại tia bức xạ và các tác nhân gây hại khác. Họ phải chiến đấu để sinh tồn mỗi ngày. Những người sống dưới lòng đất có cuộc sống an nhàn và thoải mái hơn. Họ sống trong những thành phố ngầm hiện đại và tiện nghi, có thể cung cấp cho họ mọi nhu cầu cơ bản. Họ có một hệ thống chính quyền và luật pháp riêng, dựa trên sự hợp tác và tôn trọng. Họ có một nền giáo dục và khoa học tiên tiến. Năm 2070, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một nhóm khủng bố đã xâm nhập vào một trong những thành phố ngầm lớn nhất và phát nổ một quả bom hạt nhân. Vụ nổ đã gây ra một trận động đất khủng khiếp, làm sụp đổ nhiều tòa nhà và hệ thống cơ sở hạ tầng. Hàng ngàn người chết và bị thương. Những người sống sót bị mắc kẹt trong những đống đổ nát và không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Sự việc này đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho cộng đồng dưới lòng đất. Họ bị hoang mang và sợ hãi. Họ không biết ai là kẻ thù và ai là bạn. Họ không biết liệu có những cuộc tấn công khác nữa không. Họ không biết liệu họ có thể tin tưởng vào chính quyền, tin tưởng vào nhau được hay không. Trong khi đó, những người sống trên mặt đất cũng biết được tin tức về vụ nổ. Một số người cảm thấy vui mừng và hài lòng, cho rằng đó là sự trừng phạt xứng đáng cho những kẻ đã bỏ rơi loài người và ẩn nấp dưới lòng đất. Một số người cảm thấy buồn và thương tiếc, cho rằng đó là một thảm kịch không nên xảy ra. Một số người cảm thấy tò mò và háo hức, cho rằng đó là cơ hội để khám phá và chiếm lấy những thành phố ngầm. Một cuộc chiến tranh mới bùng nổ giữa hai phe loài người. Những người sống dưới lòng đất phải bảo vệ lãnh thổ và cuộc sống của mình trước những kẻ xâm lược từ trên cao. Những người sống trên mặt đất phải chiến đấu để giành quyền kiểm soát những khu vực giàu có và an toàn dưới lòng đất. Cả hai phe đều phải chịu đựng sự tàn phá của bão bức xạ và thiên tai. Sau nhiều năm chịu đựng và chiến đấu, loài người đã phát hiện ra một dấu hiệu hy vọng. Trường địa từ của trái đất bắt đầu hồi phục và ổn định trở lại ở một hướng mới. Điều này có nghĩa là các bức xạ vũ trụ và các cơn bão mặt trời sẽ giảm dần. Trái đất sẽ lại có lá chắn bảo vệ. Loài người đã quyết định chuẩn bị cho việc trở lại bề mặt để khám phá và tái thiết lập lại thế giới mới. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng. Bề mặt trái đất đã thay đổi rất nhiều sau thảm họa đảo cực địa từ. Các lục địa đã di chuyển và biến dạng. Các đại dương đã thay đổi mực nước và dòng chảy. Các khí hậu đã thay đổi theo các vùng địa lý mới. Các loài sinh vật còn sống sót trên bề mặt cũng đã thích nghi và biến đổi theo điều kiện mới. Loài người phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức mới khi khám phá thế giới. Trong quá trình đó, loài người cũng đã phát hiện ra một điều kỳ diệu. Hóa ra, họ không phải là loài duy nhất còn sống sót sau thảm họa. Có một loài khác có quan hệ gần gũi với loài người cũng đã sống sót và phát triển trong lòng đất. Đó là loài người Neanderthal. Họ đã tìm cách để che chắn được các tia bức xạ và duy trì sự thông minh cũng như văn minh của mình. Họ đã tạo ra một nền văn hóa riêng biệt và phong phú, có những kiến thức và kỹ năng khác biệt với loài người hiện đại.
Khi hai loài người gặp nhau, họ đã có những phản ứng khác nhau. Một số cảm thấy sợ hãi và ghét bỏ, coi loài kia là kẻ thù và cạnh tranh. Một số đã cảm thấy tò mò và quan tâm, coi loài kia là bạn bè và đồng minh. Một số lại cảm thấy yêu thương và kết nối, coi loài kia là người thân và bạn đời. Những mối quan hệ này đã tạo ra những xung đột và hợp tác, những căng thẳng và hòa giải, những chiến tranh và hòa bình giữa hai loài người. Cuối cùng, sau nhiều biến cố và nỗ lực, hai loài người đã tìm được cách để sống chung trên bề mặt trái đất mới. Họ đã tạo ra một nền văn minh mới, kết hợp được những điểm mạnh của cả hai loài. Họ đã học được cách tôn trọng và chia sẻ với nhau, học được cách bảo vệ và phát triển trái đất mới, cách khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững. Họ đã học được cách khám phá và nghiên cứu vũ trụ, cách liên lạc và giao lưu với các loài sinh vật khác. Họ đã học được cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và khoa học, cách thể hiện những cảm xúc và ý tưởng, học được cách trân trọng và vui sống, cách đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách. Đây là câu chuyện về thảm họa đảo cực địa tự trong tương lai và cách mà loài người đã sống sót, xây dựng lại một nhân loại mới. Một câu chuyện về sự thay đổi và thích nghi, về sự đa dạng và hòa hợp, về sự hy sinh và anh hùng, về sự tàn bạo và nhân ái, về sự mất mát và sự tái sinh. Một câu chuyện về quá khứ và hiện tại, về tương lai và ước mơ, về con người và về trái đất. Bạn cảm nhận thế nào sau khi xem câu chuyện viễn tưởng này? Hy vọng chúng ta sẽ không phải trải qua những điều này. Nó thực sự đáng sợ phải không? Hơn hết, hiện tại với những gì đang diễn ra cũng mang lại cho con người chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp, bình yên. Dù chiến tranh đang diễn ra, thảm họa thiên nhiên cũng đang nhen nhóm, nhưng khi bạn cảm thấy biết ơn những gì đang có thì lúc đó hạnh phúc sẽ không bao giờ rời xa bạn. Còn bây giờ, hẹn gặp bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo. Nhớ đăng ký theo dõi và cùng chờ xem nhé.